Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ nhãn giới là tu bát nhã ba la mật đa, trừ bỏ nhĩ tĩ thể thân ý giới là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ sắc giới là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thanh hương vị xúc pháp giới là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ nhãn thức giới là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ nhãn xúc là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, tu trừ bỏ địa giới, là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ thủy hỏa phong không thức giới, là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, tu trừ bỏ vô minh, là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, sanh, lão tử là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tu trừ bỏ ngã là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ hữu tình dòng xanh mạng khả năng xanh khởi sự dưỡng dục sự trưởng thành chủ thể luân hồi ý xanh nho đồng khả năng làm việc khả năng thọ quả báo cái biết cái thấy là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tu trừ bỏ bố thí ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tu trừ bỏ phát pháp không nội là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tu trừ bỏ chân như là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ bốn niệm trụ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tu trừ bỏ thánh đế khổ là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ thánh đế tập diệt đạo là tu bát nhã ba la mật đa